Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ trên tay review với mọi người cái dòng sản phẩm lon trứng Atimir Vĩnh Châu của hợp tác xã Atimir Vĩnh Châu Sóc Trăng mọi người ha. Và như trước mặt mọi người đang thấy nè, ở đây mình có rất là nhiều những cái lon của hợp tác xã Atimir Vĩnh Châu Sóc Trăng. Đây là cái lon nè, đó, đẹp không? Mọi người thấy đẹp không? Rất là đẹp ha. Đó, cái mẫu này là mẫu mới của hợp tác xã Atimir Vĩnh Châu Sóc Trăng mọi người ha. Trước đây thì hợp tác xã Atimir Vĩnh Châu Sóc Trăng họ sử dụng một cái nhãn nó không được đẹp như thế này ha. Nhưng mà từ đầu năm 2021 thì hợp tác xã Atimir Vĩnh Châu Sóc Trăng họ ra cái nhãn mới này, nhìn rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp. Đó, rất là đẹp ha. Còn về chất lượng trứng thì như thế nào? Chất lượng trứng thì mọi người quá rành rồi. Nói đến trứng Atimir Vĩnh Châu ở Việt Nam chúng ta là quá bá đạo rồi. Trứng của thế giới không thể nào mà so bì được với những cái chất lượng như sau, như là cái trứng Atimir Vĩnh Châu ở Việt Nam chúng ta nó có kích thước nhỏ, cực kỳ nhỏ luôn, cho nên là với 1 gram trứng Atimir Vĩnh Châu mà nó nở ra thì vô địch luôn, nó nở vô địch, nở nhiều lắm. Rồi cái thứ hai nữa là cái tỷ lệ nở, thường là khi mà mọi người đọc thông tin của những cái dòng sản phẩm trứng của Trung Quốc, Nga, Mỹ thì mọi người sẽ thấy là cái tỷ lệ nở của nó chỉ có khoảng tầm 75%, 80%, 85% thôi, đúng không? Nhưng mà với cái trứng của Atimir Vĩnh Châu mình thì cái tỷ lệ nở của nó là luôn trên 90%. Tỷ lệ nở của nó rất là bá đạo. Rồi một cái nữa là cái hàm lượng dinh dưỡng của cái con Atimir khi mà nó nở ra thì rất là cao luôn, cái hàm lượng dinh dưỡng nó rất cao, cũng là cao nhất trên toàn thế giới luôn. Và một cái đặc điểm mà không có một cái loại trứng nào so bì được, đó là cái trứng và cái vỏ của cái Atimir Vĩnh Châu của mình là nó luôn nổi trên mặt nước. Cái này mới quan trọng nè ha. Với những anh em mà chơi cá hoặc là với những ai mà muốn mà ấp trứng Atimir mà nó an nhàn thì với cái trứng Atimir Vĩnh Châu này nó sẽ đáp ứng cho chúng ta cái công việc đó. Khi mà chúng ta lược cái Atimir ra thì nó rất là nhẹ nhàng luôn, chúng ta lược nó rất nhẹ nhàng, nó rất là thông thả, nó không giống như là những cái trứng của Nga, Mỹ, Trung Quốc là khi mà chúng ta ấp cái tỷ lệ chìm rất là nhiều, vỏ hoặc là trứng nó chìm rất nhiều và khi lược ra nó rất cực. Còn cái trứng và vỏ của Atimir Vĩnh Châu mình nó sau khi nó nở xong là nó nổi trên mặt nước hết trơn à, cho nên là chúng ta lược nó rất là an nhàng và nhẹ nhàng ha. Thì đó là những cái đặc điểm của cái dòng sản phẩm trứng Atimir Vĩnh Châu, và nhờ những cái đặc điểm này thì mình bán đi quốc tế rất nhiều luôn, tại vì khách hàng quốc tế họ rất là thích cái dòng trứng Atimir Vĩnh Châu của Việt Nam chúng ta. Mình bán xuất khẩu rất nhiều, ngoài bán trong nước nhiều, bên mình còn cả bán xuất khẩu rất nhiều. Ví dụ như một số nước mà nhập khẩu nhiều của mình là ví dụ như là Úc nè, Anh nè, rồi Hồng Kông nè, rồi Nhật nè, đó, đặc biệt là khách hàng Nhật họ mua nhiều lắm. Và chưa kể là một số những cái quốc gia Đông Nam Á khác ở trong khu vực của mình á, mua của mình cũng rất nhiều, nhưng mà đó là những quốc gia nhỏ thôi, còn những quốc gia lớn thì mình mới vừa kể rồi đó. Mình sẽ cho mọi người xem lại cái lon của hợp tác xã Atimir Vĩnh Châu Sóc Trăng mọi người ha. Đó, cái lon rất là đẹp luôn. Rồi, ngoài bán cái dòng sản phẩm lon Atimir Vĩnh Châu của hợp tác xã Sóc Trăng thì bên mình còn bán cả lon của hợp tác xã Atimir Vĩnh Châu Bạc Liêu. Đó, cái lon này thì quá là nổi tiếng rồi đúng không? Rất là quen thuộc luôn. Tại vì cái lon này từ xưa đến giờ không có thay đổi nhãn cho nên là chúng ta rất là quen thuộc với cái lon này. Rồi, tiếp đến mình còn có bán cả lon của bên Kim Xuân nè. Đó, cơ sở sản xuất Kim Xuân. Rồi tiếp theo là bên mình còn bán cả lon của Vĩnh Nga nè. Đó, rất là nhiều ha, cực kỳ nhiều luôn. Nhưng có một cái sản phẩm mà mình không thể nào không nhắc đến trong cái video clip ngày hôm nay, đó là lon của XCN. Đây là cái lon mà bên mình làm ra chỉ với một mục đích là đem đi xuất khẩu, và khách hàng quốc tế họ rất yêu thích cái lon của mình, tại vì cái lon của bên mình á nó có rất nhiều đặc điểm mà những cái lon khác nó không có được. Thì những cái đặc điểm đó là cái gì thì trong video clip ngày hôm sau, sau này mình sẽ làm một cái video clip so sánh những cái lon này cho mọi người xem. Video clip ngày hôm nay thì mình chỉ trên tay nhanh khoe với mọi người là bên mình đang phân phối những cái dòng trứng Atimir Vĩnh Châu ở Việt Nam cũng như là quốc tế. Bởi vì cái dòng sản phẩm trứng Atimir Vĩnh Châu ở Việt Nam chúng ta đã quá nổi tiếng rồi, chắc là ai chơi Atimir cũng đều biết cái sự nổi tiếng của nó rồi, cho nên là cái video clip ngày hôm nay mình không có nói nhiều nhấn mạnh về cái quảng cáo về cái trứng ha. Trong video clip ngày hôm nay thì mình chỉ muốn khoe với mọi người là bên mình hiện tại đang phân phối 5 cái dòng lon. Lon của hợp tác xã Atimir Vĩnh Châu Sóc Trăng nè, lon của hợp tác xã Atimir Vĩnh Châu Bạc Liêu nè, lon của cơ sở sản xuất Kim Xuân nè, lon của cơ sở Vĩnh Nga nè, rồi có cả lon xuất khẩu XCN này. Đó, nếu như mọi người quan tâm và muốn mua thì mình có để toàn bộ thông tin trong phần mô tả video clip, mọi người xem hết tất cả trong đó ha. Và mọi người nhớ bấm nút đăng ký kênh của mình để có thể theo dõi được nhiều cái video clip sắp tới mình sẽ làm về chủ đề trứng Atimir Vĩnh Châu này. Đó, sau này mình sẽ làm rất là nhiều chủ đề liên quan đến cái trứng Atimir Vĩnh Châu, như là hướng dẫn mọi người cái cách ấp trứng Atimir Vĩnh Châu sao cho nó an nhàn nè, hướng dẫn mọi người cái cách nuôi Atimir Vĩnh Châu sao cho nó an nhàn và tiết kiệm nè, rồi so sánh cái dòng trứng Atimir Vĩnh Châu với những cái dòng trứng khác nè, rồi tùm lum tà lá hết trơn á, rất là nhiều. Sau này sẽ có rất nhiều chủ đề. Ngoài ra bên mình còn có những chương trình như là mua hàng tặng quà nhiều lắm, như là mua một cái lon trứng Atimir Vĩnh Châu này nè, bật mí luôn ha,
mua một cái lon trứng Etimi Vĩnh Châu này, bên mình sẽ tặng cho mọi người một cái cân, cái cân điện tử rất quan trọng luôn. Cái cân đó chúng ta có thể dùng để cân muối nè, hoặc là chúng ta có thể là dùng để cân trứng nè, đó nó rất là tiện luôn. Sau này mình sẽ làm rất nhiều trường những cái chủ đề đó, cho nên là mọi người nhớ bấm nút đăng ký kênh để theo dõi những cái video clip sau này mình sẽ làm ha. Rồi, video clip này mình thấy nó cũng dài rồi, mình xin kết thúc video clip ở đây. Hẹn gặp lại mọi người ở những cái video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.